Biren nói gì khi bị đồn hẹn hò với Song Hye Kyo sau 17 năm kể từ ngày Ngôi Nhà Hạnh Phúc lên sóng? Giờ đây cả Biren và Song Hye Kyo đều có cuộc sống riêng cho mình. Tuy nhiên, trở về khoảng thời gian năm 2004, sự kết hợp của Song Hye Kyo và Biren còn khiến dân mạng và giới truyền thông đồn đại rằng họ đang hò hẹn. Năm 2004, Biren là một ca sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc, còn Song Hye Kyo đang là nữ diễn viên xinh đẹp và tài hoa hàng đầu của làng giải trí Hàn Quốc. Người hâm mộ tích cực đẩy thuyền cho cặp đôi vì tin rằng ngoài đời, họ cũng đẹp hoàn hảo và ăn ý như trong phim. Mới đây, người hâm mộ bất ngờ đào lại một đoạn phỏng vấn cũ của Biren vào thời điểm ấy. Cụ thể, khi được hỏi về tin đồn hẹn hò, nam ca sĩ liền nhanh chóng làm rõ với câu trả lời: "Chúng tôi là bạn bè. Thậm chí vì Song Hye Kyo lớn hơn tôi vài tháng nên tôi đã gọi cô ấy là chị." Bên cạnh đó, ông xã Kim Tae Hee còn dành cho Song Hye Kyo nhiều lời khen có cánh, từ nhan sắc đến thái độ trong công việc. Biren cho biết anh vô cùng ngạc nhiên trước sự chuyên nghiệp của nữ diễn viên hậu duệ mặt trời, vì lúc nào cô cũng đến phim trường sớm hơn 5 đến 10 phút. Song Hye Kyo xong việc quay phim lúc 3 đến 4 giờ sáng. Nữ diễn viên cần ít nhất 1 tiếng để tẩy trang và ngủ, nhưng rồi lại mất 2 tiếng để trang điểm lại. Chính vì quá tò mò, một ngày nọ, Biren hỏi Song Hye Kyo: "Lần nào em cũng đến muộn, làm thế nào mà chị luôn đến sớm được thế?" Chưa dừng lại ở đó, Biren vẫn tiếp tục hé lộ câu trả lời của Song Hye Kyo. Nam ca sĩ kể lại rằng bạn diễn nói cô ấy không ngủ hoặc chỉ ngủ 20-30 phút mỗi ngày, sau đó thức dậy để chuẩn bị cho công việc. Chính Biren cũng cảm thấy Song Hye Kyo rất chuyên nghiệp và là một người phụ nữ có đam mê trong công việc. Tất nhiên, cô ấy cũng rất đẹp. Qua lời chia sẻ của ông xã Kim Tae Hee, khán giả vô cùng thán phục trước sự chuyên nghiệp của Song Hye Kyo. Có lẽ chính vì vậy mà nữ diễn viên có sự nghiệp đỉnh cao kéo dài hơn 20 năm. Đến nay cô vẫn giữ vững được độ hot của mình. 17 năm sau khi Ngôi Nhà Hạnh Phúc lên sóng và thành công rực rỡ, Biren và Song Hye Kyo giờ đây đã có những lựa chọn riêng trong cuộc sống và sự nghiệp. Ngôi sao ca nhạc mắt một mí hiện đang hạnh phúc bên bà xã Kim Tae Hee và hai cô công chúa xinh đẹp. Từng lấy lý do giải thích rằng Song Hye Kyo tuổi nên hai người không thể là tình nhân, nhưng cuối cùng Biren lại chọn Kim Tae Hee, người hơn anh 2 tuổi. Trong khi Song Hye Kyo đã kết hôn rồi ly hôn với người bạn diễn cũ kém cô gần 5 tuổi, Song Joong Ki. Tuy nhiên, dù đời tư còn nhiều ồn ào, nhưng Song Hye Kyo vẫn là ngôi sao hạng A của làng giải trí Hàn Quốc. Nữ diễn viên trái tim mùa thu luôn là cái tên được rất nhiều đạo diễn chú ý, các nhãn hàng cao cấp và tạp chí lớn săn đón. Dù đã 17 năm trôi qua nhưng cả Biren và Song Hye Kyo đều là những tên tuổi hàng đầu, không chỉ trong showbiz Hàn mà còn nổi danh toàn châu Á. Bên cạnh đó, người hâm mộ vẫn luôn mong chờ màn tái hợp của cặp đôi Ngôi Nhà Hạnh Phúc đình đám năm nào trong một dự án mới. Biren luôn tự hào về mái ấm nhỏ của mình và khẳng định vợ và hai con gái là động lực để anh say mê làm việc và theo đuổi những mục tiêu mới. Nhiều lần, giới săn tin bắt gặp vợ chồng Biren và Kim Tae Hee nắm tay dạo phố tình cảm. Họ cũng giữ bí mật về cuộc sống hôn nhân và bảo vệ hình ảnh hai con gái từ khi họ hẹn tới lúc trở thành người một nhà. Sau Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Biren không đóng phim quá nhiều mà tập trung cho sự nghiệp ca hát và làm nhà sản xuất âm nhạc. Anh được truyền thông ca tụng là nam ca sĩ, diễn viên và doanh nhân tài năng. Về phần mình, Song Hye Kyo đã trải qua một cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Cô kết hôn vào mùa thu năm 2017 với Song Joong Ki. Hơn nửa năm sau đám cưới của Biren và Kim Tae Hee, trái với hôn lễ kín tiếng và giản dị của Biren, Kim Tae Hee, Song Hye Kyo và Song Joong Ki lại có một hôn lễ hoành tráng, phủ kín tất cả các phương tiện truyền thông với sự tham gia của nhiều bạn bè trong làng giải trí. Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau đám cưới hoành tráng này, Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã xác nhận ly hôn. Lý do đưa ra là do cặp đôi không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống. Có nhiều tin đồn quanh hôn nhân ngắn ngủi của Song Hye Kyo và Song Joong Ki. Có thông tin cho rằng cô không hòa hợp với cuộc sống của nhà chồng, trong khi Song Joong Ki là một người gắn kết với gia đình nên mối quan hệ với chồng ngày một lạnh nhạt. Hiện tại, Song Hye Kyo đang tận hưởng cuộc sống độc thân bên bạn bè và gia đình. Cô đi du lịch, học tập những khóa học ngắn và cân nhắc trở lại với khán giả yêu điện ảnh trong năm 2021 với 2 dự án phim truyền hình. Chính sự chuyên nghiệp và yêu mến của khán giả, Song Hye Kyo đã có một sự nghiệp kéo dài hơn 20 năm. Không đóng phim quá nhiều nhưng cô vẫn luôn là cái tên được các đạo diễn, nhãn hàng cao cấp, tạp chí lớn chào đón. Vẻ ngoài xinh đẹp vượt thời gian của Song Hye Kyo cũng giúp cô luôn có mặt trong danh sách những ngôi sao đẹp nhất làng giải trí xứ Hàn. Lên sóng tập đầu tiên vào tháng 7 năm 2004, Ngôi Nhà Hạnh Phúc tạo tiếng vang lớn cho nền điện ảnh xứ sở Kim Chi. Bộ phim từng gây cơn sốt khắp châu Á, mở đầu trào lưu phim tình cảm hài của Hàn Quốc. Phim nhanh chóng cán mốc rating kỷ lục của đài KBS rồi gây sốt tại nhiều nước châu Á. Ngôi Nhà Hạnh Phúc được yêu thích đến nỗi nhiều quốc gia như Việt Nam, Thái Lan hay Trung Quốc mua bản quyền làm lại và nhận được sự chú ý từ đông đảo người xem. Thành công của tác phẩm cũng đưa tên tuổi của Biren, Song Hye Kyo đến gần hơn với khán giả khắp châu lục trước khi bộ đôi nghệ sĩ này trở thành hai trong số những tên tuổi quyền lực hàng đầu làng giải trí châu Á như hiện nay.